Cuộc khủng hoảng cưỡng chế đất đai đang kẹp chặt hai nước Campuchia và Lào. Hai quốc gia này đã cho thuê một vùng rộng lớn có diện tích bằng một nửa nước Ireland và đẩy hàng trăm nghìn người dân vào cảnh nghèo túng. Một phần ba diện tích số đất này được sử dụng để trồng cao su khi nhu cầu cao su toàn cầu tăng cao. Các ông trùm cao su Việt Nam hết đất trồng giờ quay sang quốc gia hàng xóm nghèo khổ để bí mật thỏa thuận thuê đất với các quan chức tham nhũng. Họ đã hoàn thành việc đó với sự giúp sức của các ngân hàng và định chế tài chính chủ chốt của phương Tây. Global Witness đã điều tra hai công ty cao su lớn nhất Việt Nam trong suốt năm ngoái. Đó là Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam. Tại Campuchia và Lào, hoạt động của hai công ty này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới vùng nông thôn xung quanh và các cộng đồng dân tộc thiểu số. Bắt đầu mình đào chùa đó nữa. Tôi bây giờ dừng lộ có dừng có kỳ rung, mình lộ có kỳ rung đây. Mình đi thắt đuôi xe và dừng chẳng thắt đọc hạt chẳng dừng đam bàn bà mang dừng lộ tới bàn phòl và dừng nó dừng nâu mình đầy dừng nó sẽ đầy cầm hồn. Rồi chẳng dừng dừng nó tới thư cầm mà có kỳ mà dừng rung môi chú vấn. Tôi bà mình được chống tôi bà tôi ngọc nè rồi ngay bọt lùi tình hơi chọp hơi mình trời hụp thì. Những ảnh chụp vệ tinh cho thấy các công ty thành viên của Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam đã đốn hạ trái phép rừng nguyên sinh trên diện rộng. Không mơ biết, ôi bò họ bên hà chiều khăn lột cả bên mì, mưa nừng, khăn phân nhằm phân ấp bay cả bên, ôi càng khuyên cả ấp bay, càng bên cả ấp bay đọc này. Sự tàn phá này đe dọa xóa sổ luôn cả lối sống của người bản xứ có từ ngàn đời nay. Cá prôi bò rộm nâng, prôi bò rộm nà, sọc sát đài nà, và cuộc nhóm chuẩn chiệt đàm phía tích nâng, smok smai nhá, và dường về bật bằng ọ. Bởi đây chốt chơi bằng toàn phá vào là mẹn, hay nà phá tùm là mẹn mì tè phân vào mẹn tè khóng, anh là lật thơ bàn tốt lùng, hay bởi sát mất, đứng như là mẹn bởi sát là mẹn tông đút, bỏ hai phá xuân hết nà. Khăn ông phêl nế, khăn mẹn mà nẹ sọ. Và các công ty đã ra tay tàn bạo với cộng đồng sinh sống xung quanh đồn điền. Nhưng làm cách nào mà các công ty này xoay sở được mà vẫn ngang nhiên phớt lờ pháp luật? Những nghiên cứu của Global Witness đã tìm ra một mạng lưới phức tạp. Các công ty thành viên đã giấu kín mối quan hệ với các quan chức tham nhũng. Dường như nó đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam qua mặt các quy định về quản lý xã hội và môi trường. Bởi thân là hàng niệm phùm nâng tới khuất tới chấp cái mặt khai tế bỏ cái miền nhiệt để cầm trò hài và hàng phần lưu cái cầm trò. Nhưng không chỉ có các công ty Đông Nam Á dính vào vụ này. Deutsche Bank đã hỗ trợ tài chính và pháp lý vì ngân hàng này đã đầu tư nhiều triệu đô la vào cả Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam. Công ty tài chính quốc tế, một công ty đầu tư của Ngân hàng Thế giới, cũng bỏ vốn cho Hoàng Anh Gia Lai thông qua một quỹ đầu tư tư nhân. Vụ đầu tư này đã đi ngược lại các chính sách phát triển bền vững cũng như nhiệm vụ chính của Ngân hàng Thế giới là chấm dứt nghèo đói toàn cầu. Ăn kinh du hẳn có xăm ni này là con thuộc nhạc. Con thuộc con nhạc này là phuộc bởi chặt khâu mà này khâu mà bốc lời nà bếp và chặt tù tê kỳ này chặt tù bốc bàn này bàn nặn này nà bếp bên này nặn là bốc lời ăn theo thông nà mà khó hẳn. Bố bố chắc tì hào này có dù chung hào chẳng xí mi tê lọt tha tài là không nà bò mi nà hết này chí mi sang kinh. Sự tàn phá do Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam gây ra và các ngân hàng đứng đằng sau họ đang trở nên phổ biến. Điều cần kíp nhất lúc này là phải khởi tố những kẻ đã gây ra cuộc khủng hoảng cưỡng chế đất đai tại Lào và Campuchia. Chính phủ các nước phải đồng lòng thiết lập các quy định bắt buộc để đảm bảo các khoản đầu tư sau này phải minh bạch và công bằng đối với hàng triệu người đang sống dựa vào đất đai và rừng.